Hai trận đấu của bảng C diễn ra tại khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh đã có những diễn biến rất hấp dẫn. Đội Yên Lập gặp Thanh Ba trong cuộc đọ sức mà đội nào thắng sẽ cùng thị xã Phú Thọ đi tiếp. Các cầu thủ Yên Lập đã có một ngày thi đấu bùng nổ và hiệu quả khi vượt qua đối phương với tỷ số 4-2 để lọt vào tứ kết. Trong trận còn lại, thị xã Phú Thọ dù chỉ hòa Cẩm Khê 2-2 nhưng vẫn giữ vị trí nhất bảng sau 3 lượt đấu. Trên sân vận động Tam Nông, hôm nay tiếp tục là những trận đấu kịch tính. Ở bảng A, Công an tỉnh gặp Lâm Thao trong trận quyết chiến được nhiều người trông đợi. Sau một cuộc rượt đuổi tỷ số căng thẳng, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3-3 và kết quả này giúp Lâm Thao đi tiếp với vị trí nhất bảng. Trong khi đó, chủ nhà Tam Nông hòa công ty Super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao 1-1 để vào tứ kết với vị trí nhì bảng. Bảng D, Thanh Thủy đi tiếp với chiến thắng 3-1 trước Phú Ninh. Trận đấu cuối cùng trong ngày, Đoan Hùng thắng Tân Sơn 1-0 để giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết. Như vậy, sau 4 ngày thi đấu, vòng bảng giải bóng đá Cúp Hùng Vương đã xác định 8 đội tuyển xuất sắc nhất lọt vào vòng tứ kết. Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 trên sân khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh với 4 trận đấu giữa Lâm Thao gặp Việt Trì, Tam Nông gặp Thanh Sơn, Thanh Thủy gặp Yên Lập và thị xã Phú Thọ gặp Đoan Hùng.